Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tập viết tiếng Hàn. Bảng chữ cái 40 chữ cái thì bảng chữ Hàn 40 chữ cái thì gồm 21 nguyên ngâm và 19 phụ âm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tập viết nhé. Bảng chữ cái. Chữ này là mình đọc là A. Dạ. Ồ. Dạ. Ồ. Yo. U. Từ này giống như là một gạch thì ở đây mình thêm một gạch nữa. Từ này đọc là you. Từ này đọc là ừ. Gạch thẳng xuống y. Ở tiếng Hàn, thực ra tiếng Hàn cũng đi theo dọc ngang dọc đứng thôi, nó không khó. Này chữ h ốm. Chữ h thì chữ H tiếng Hàn mình đọc là E. Sau đó là thêm, đây là một gạch, đây thì thêm hai gạch. Yeah. Chúng ta sang chữ E. Một gạch ngắn và một gạch dài. Sau đó sang chữ kế tiếp là yeah. Hai gạch thẳng xuống và gạch dài. Yeah. Chữ kế tiếp. Chữ này đọc là wa. Sau đó tới chữ này là chữ T ngược và chữ H là quệ. Này gạch dài xuống. Từ này đọc là quệ. Chữ này đọc là hòa. Chữ này cũng giống như chữ trước, thêm một gạch dài xuống nữa là chữ này đọc là quệ. Qua quệ cũng là chữ T thẳng xuống, không có dấu gì hết. Quỳ. Ok, từ này đọc là quỳ. Ok, mình đã xong 21 chữ cái. 21 chữ cái của nguyên âm. Thì bây giờ mình sẽ phiên nhé. Chữ này đọc là A. Chữ này mình đọc là A nhé. Sau đó là dạ. A dạ ổ. Thì tiếng Latin của chữ Hàn, chữ ổ thì tiếng Việt mình đọc là, theo tiếng mình đọc đánh vần ra là chữ L, thì tiếng Hàn sẽ đọc là O. Yo.
Đây là tiếng Latin của tiếng Hàn nhé. U Yo U U Yu U Yu U Yu U I E E Ye E Ye Wa We Wa We We này We We Bè Ok, mình sang từ Wo Chỗ này sẽ đọc là Wo We Wo We 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 Ok, mình sẽ đọc lại nhé. Bạn chữ cái 21 nguyên âm A Gia O Yo U Yo A Gia O Yo U Yo U U U I E Ye E Ye Wa We We Wa We 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 Wa We 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 Ok Ok, mình sẽ sang 19 phụ âm nhé. Mình sẽ viết tiếp để các bạn viết về phụ âm. Thì phụ âm cũng không khó. Xem mình viết nhé, phụ âm. À, giống như là viết hình vuông chữ nhật vậy đó. Ok, từ này mình sẽ đọc là k. Nó là phát âm g và k. G và k. Ok, mình tiếp tục. Chỗ này là n. Mình vừa viết và vừa ghi luôn phiên âm cho các bạn nhé, cho các bạn dễ nhớ. Ok. Từ này là n. N. Sau đó là từ này là tờ đ. Thử. Thử. Ok, mình sẽ ghi tiếp. Từ này sẽ đọc là d. L r
Ok, tiếp tục. Chữ hàng không có thì từ này sẽ đọc là pr pr, mình sẽ phiên là phu phu. Đây là chữ nhân thì mình sẽ phiên là sh sh sh. Ok, tiếp. Chữ này là tiếp nhé. Ở trên là dấu gạch và ở dưới là chữ nhân thì chữ này mình sẽ đọc là sư sư sư. Chữ này cũng giống như là chữ đại như vậy đấy. Ok, thì chữ hàng chữ này sẽ mình đọc tiếng phiên âm là ch ch, vậy thì mình sẽ đọc là gì? Chữ chữ. Ok, tiếp nhé. Chữ này mình sẽ đọc là k, chữ ca khử. Sau đó là tới chữ e, tiếng Việt mình gọi là chữ e, thơ thơ thơ. Mình sang chữ kế tiếp là chữ phở. Chữ phở. Chữ phở. Ok. Mình sẽ cao sang chữ kế tiếp nữa là chữ hờ. Chữ hờ.